mức độ cái thư của chúng ta nó dài hay nó ngắn, đúng không ạ? Cái thông điệp quảng cáo chúng ta dài hay ngắn thì chúng ta có thể là gì ạ? PS. Tại sao chúng ta lại PS? Bởi bao nhiêu trong số các bạn thấy rằng là gì ạ? Thói quen của rất nhiều người làm sao là hay đọc ở cái phần cuối cùng này, đúng không ạ? Và đây chính là cái phần đặc biệt quan trọng. Người ta đọc đã đời từ bên trên xuống dưới, và người ta làm sao? Người ta đang phân vân là thế, không biết có nên mua hay không ABC, và sau đó họ sao? Họ đọc cái phần làm sao PS ở đây, và cái phần PS này chính là phần làm sao Call to action, để làm sao chúng ta tóm gọn lại tất cả những cái lợi ích mà khách hàng làm sao ạ thấy được ở trong toàn bộ cái phần mà chúng ta đã giới thiệu ở trong toàn bộ cái trang đấy, chỉ trong vòng là gì ạ, 1-2 câu, và sau đó chúng ta link là gì ạ, chúng ta nói là gì ạ, là đã đến lúc để bạn hành động, hay là gì ạ, vui lòng gọi điện ngay đến số điện thoại, hoặc là gì ạ, là hãy nhanh tay đăng ký hay nhanh chân đăng ký để làm sao để có được cái phần thưởng ưu đãi đặc biệt tuyệt vời như này, hoặc là gì ạ, chúng ta nhắc lại là gì ạ, là nếu như bạn không muốn phải làm sao ạ, không muốn 3 tháng sau rơi vào trong tình huống là gì ạ, có thể khuỵ xuống bất cứ lúc nào không biết, hoặc nếu như bạn không muốn phải cảm thấy làm sao bực mình mỗi khi làm sao đi giữa trời mưa và mình không nhìn thấy gì nữa, hoặc là gì ạ, nếu như bạn không muốn cần phải là phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn về tài chính như vậy nữa, thì ngay bây giờ hãy đăng ký sở hữu những cái gói dịch vụ như này để làm sao để thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi hay gì gì đó. Hoặc nếu như bạn không muốn là gì ạ, là lãng phí thêm tiền bạc dành cho những vấn đề không cần thiết ở trong công ty, trong văn phòng của bạn, thì ngay bây giờ hãy đăng ký cái này, đúng không ạ, và liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại. Thì các bạn biết là gì ạ, cái tỷ lệ mọi người làm sao ạ đọc cái PS này và hành động làm sao ạ, nó chiếm một cái tỷ lệ tương ứng với những người đọc ở đâu ạ, ở trong phần call to action bên này. Và rất nhiều người thiếu phần PS, người ta đã làm những nghiên cứu thống kê đấy là gì ạ, bỏ phần PS này đi thì cái tỷ lệ nó giảm, còn thêm vào đây một vài dòng như này thì tỷ lệ đăng ký làm sao ạ là tăng lên rõ rệt. Cho nên là gì ạ, cái nơi này là nơi gọi là gì ạ, vị trí đắc địa, giống như kiểu trong bất động sản các bạn ạ, đây là vị trí đắc địa cần phải chú tâm vào cái phần này. Nếu như thiếu đi thì chúng ta có thể giảm đi mất là gì ạ, 5-8%, thiếu cái phần đó làm sao ạ, giảm 5-8% các bạn ạ, ngạc nhiên đúng không ạ? Thì đấy là gì ạ? Cái chìa khóa để giúp cho chúng ta viết được một cái thông điệp. Và ở đây thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó có nhiều cấu trúc thông điệp. Nó có những cái là gì ạ? Chỉ một cái email, một thư ngắn. Và tiếp theo là gì ạ? Một trang space. Các bạn thấy là gì ạ? Là anh Long có trang space có dài mà, đúng không ạ? Các bạn hãy quay sang anh Long, sang anh Long và nói: sao của anh Long cái gì nó cũng dài thế nhỉ? Ok. Vâng, thì nó có công thức, tất cả mọi thứ đều làm sao? Đều có công thức, và bao nhiêu trong số các bạn muốn nhận được cái công thức để làm sao? Để viết một cái trang sơ viết dài như vậy ạ? Ok, các bạn, và mình đã áp dụng cái công thức đấy và mình viết ở cái trang là gì ạ? Trang chìa khóa làm giàu của mình. Và có một bạn, đều chuyện rất là vui, một bạn từ ngoài Hà Nội. Sau khi đọc xong phần đấy, bạn nó đọc trên máy dài quá thì làm sao? Bạn là nhân viên văn phòng đấy, bạn ấn nút print toàn bộ cái trang đấy, và sau đó bạn lại là người rất là cẩn thận, và bạn ấy vào trong Hồ Chí Minh bạn học, và sau đấy là gì ạ, sau khi kết thúc chương trình mấy ngày chìa khóa làm giàu thì bạn nói là gì ạ, bạn muốn được gặp trực tiếp mình để hỏi một số vấn đề mà bạn ấy chưa rõ. Sau khi mà bạn ấy đến văn phòng và bạn ấy ngồi trước mặt mình như vậy, và bạn bắt đầu sao lôi cái tập đấy ra, lôi tập đấy ra, và mình nhìn thấy là gì ạ? Trên cái tập đấy bạn nói là gì ạ, 24 trang giấy in ra, nó là một cái sập dày là gì ạ, 24 trang giấy, và bạn ấy gạch vàng gạch đỏ ở trong đấy. Bạn hỏi là gì ạ, anh Trang biết cái này, anh viết như này có nghĩa là gì? Rất là ngạc nhiên là gì ạ, là có nhiều người làm sao lặn ngục ở trong cái trang giống như vậy. Thì đấy là một cái chúng ta hiểu rằng là gì ạ, là trong viết copywriting các bạn ạ, có nhiều người không thích viết dài, và họ nói rằng là gì ạ, ồ viết dài đọc mệt lắm, chắc là chẳng mấy người có thể đọc hết cái phần này, và chắc là gì ạ, họ kéo đến nửa trang là gì ạ, họ có thể tóm lại ngay lập tức. Bao nhiêu trong số các bạn đôi khi đã từng cảm thấy những cái trang dài mà mình không đọc tiếp ạ? Ok các bạn, tuy nhiên bao nhiêu trong số các bạn khi các bạn ra quyết định chi một khoản tiền nào đó, đặc biệt online, thì các bạn lật lên lật lại cái trang đấy ạ? Ok các bạn, vậy thì câu hỏi đặt ra là gì ạ? Bạn viết cho những người đến đấy đọc và không mua, hay bạn viết cho những người mua? Bạn viết cho ai ạ? Không mua thì sao ạ? Thì dài hay ngắn thì họ cũng sẽ không mua. Các bạn hiểu hiểu cái ý của mình không ạ?
Tại sao mình lại phải viết dài bởi sao? Bởi vì trước khi người ta ra quyết định làm sao ạ? Để người ta chi tiền của họ ra, họ không bao giờ làm sao? Tiền của tôi đi nó phải có lý do, tiền của tôi đi nó phải làm sao? Nhận về được cái giá trị gì nó xứng đáng, đúng không ạ? Và trên cái dòng, cái gọi là gì ạ? Cái trang, cái quảng cáo của mình thì bạn phải trả lời tất cả những cái khúc mắc của họ. Nêu ra thật là nhiều giá trị, trả lời tất cả những khúc mắc. Làm sao họ đọc lên, họ lật xuống, họ lật lên lật xuống, ồ cái chỗ này mình có nên hay không, ồ cái này không được, làm sao không cái này, ồ nhưng mà bên dưới mình có cái phần này, ồ nhưng mà tại sao cái anh này anh lại nói là như vậy nhỉ, ồ hay nhỉ, mọi người họ lật đi lật lại từ trên xuống dưới, họ làm sao. Mặc dù là gì ạ, cái trang của mình là gì ạ, 23 trang A4 các bạn ạ, 23 trang A4, nhưng có những người đã lật đi lật lại hơn hai chục lần. Bởi vì sao? Bởi vì họ luôn luôn làm sao cân nhắc có nên hay không, có nên hay không. Bởi vì khi họ ra quyết định, họ lại chưa biết mình là ai, họ chưa bao giờ gặp đến gặp mình, mà họ lại chuyển tiền qua tài khoản cho mình, thì điều đó có phải rất rủi ro cho họ mà. Và vì vậy cho nên họ phải làm sao nghiên cứu cân nhắc thật là kỹ. Và nếu như bạn khi họ đã muốn nghiên cứu cân nhắc như vậy mà bạn lại không tạo điều kiện làm sao để họ nghiên cứu cân nhắc, có phải là bạn đang làm mất đi khách hàng của mình không ạ? Cho nên là gì ạ? Phải viết dài, có nghĩa là gì ạ? Viết cho người mua chứ không phải viết cho người đọc. Cái người mà đọc ấy mà không mua thì ngắn hay dài họ cũng làm sao? Họ cũng không mua. Và chả tội gì mà mình phải đi phục vụ cái người mà đến web của mình mà không mua phải không ạ? Các bạn đồng ý không ạ? Chỉ hãy phục vụ những người thực sự mua và muốn phục vụ cho họ, phải trả lời cho họ tất cả mọi cái vấn đề của họ thắc mắc. Liệt kê ra toàn bộ tất cả những khúc mắc, làm sao vượt qua tất cả những phòng thủ ở trong tâm trí của họ bằng các chiêu thức đàm phán của anh Long đã dạy cho các bạn. Các bạn đã học đàm phán từ anh Long chưa? Bằng những chiêu thức như vậy, đặt ra vấn đề, giải quyết vấn đề, nêu ra vấn đề, giải quyết vấn đề, lập luận tất cả mọi thứ, từ logic đến cảm xúc, logic não trái đến não phải, não trái đến não phải, liên tục từ trên xuống dưới, làm sao cứ thế và nó ra đến lúc đấy là gì ạ? Là người ta rơi vào trong cái mê cung. Rơi cho mình mê cung vào sao? Và nói là click vào đây để đăng ký là thế là sao ạ? Click vào đây để đăng ký, đúng không ạ? Và một cái chìa khóa để giúp cho chúng ta học về copywriting rất là tuyệt vời, đấy là gì ạ? Đó là hãy vào nghiên cứu 2 cái trang, 200 mẫu. Đó là gì ạ? Giải mã thành công.com và chìa khóa làm giàu.com. Đó là bạn nghiên cứu thật kỹ, đúng không ạ? Đọc từng câu, từng chữ, từng lời trong đấy và hãy hành động theo trong đó, đúng không ạ? Và khi đó các bạn sẽ thấy là gì ạ? Chìa khóa của viết copywriting, đúng không ạ? Ok, thì đó là gì ạ? Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái phần copywriting. Và ở đây các bạn nào, đây là cái phần là viết về phần gì ạ? Phần copywriting ngắn. Các bạn có thể gửi qua gì ạ? Ở trên một cái tờ A4 hoặc là gì ạ? Viết ở trong email của bạn để gửi cái thông điệp này đi. Rất ngắn gọn để gửi đi. Còn cái viết dài thì nó có một công thức, nó làm sao? Nó riêng bản thân công thức của nó là 2 trang. Các bạn cũng muốn nhận được cái công thức này mà. Ok, thì ngày hôm nay thì mình không có mang ở đây, nhưng mà mình sẽ gửi cái công thức đó đến cho anh Long, và sau đó anh Long forward lại mail cho tất cả các bạn, ok không ạ? Bao nhiêu trong số các bạn muốn nhận được cái? Rồi. Ok các bạn, xin chào mọi người, tôi là người đón nhận, tuyệt vời. Ok. Họ là đi lấy mật về để nuôi, để xây tổ nuôi ông con. Và nhiệm vụ của ông chúa là gì ạ? Là chỉ ở nhà và đẻ. Đúng không ạ? Chỉ ở nhà ăn và đẻ, ăn và đẻ, ăn và đẻ. Ok. Và khi chúng ta làm kinh doanh, bao nhiêu trong số các bạn có đội nhóm của mình ạ? Ok các bạn, và bao nhiêu trong số các bạn đôi khi cảm thấy rằng là gì ạ? Là cảm thấy không hài lòng với công việc kinh doanh của mình. Bởi vì sao? Bởi vì những người trong đội nhóm của mình chưa làm việc 100%, họ vẫn làm việc vì lợi ích cá nhân của họ chứ không phải làm việc vì tập thể ạ. Ok, và bao nhiêu trong số các bạn muốn là gì ạ? Muốn họ làm việc 100% cho tập thể của mình ạ? Ok, vậy thì ở đây trước khi bạn muốn người khác làm cái điều gì đó thì bạn phải làm cái điều mà bạn muốn phải mà. Các bạn đồng ý không ạ? Có nghĩa là chúng ta phải chơi 100% cho ai ạ? Cho tập thể, đúng không ạ? Và mỗi một người ngồi ở trong nhóm của bạn, đấy chính là đội nhóm của bạn, đấy chính là tập thể của bạn, đấy chính là công ty của bạn, đấy chính là gia đình của bạn, đấy chính là môi trường của bạn, đúng không ạ? Và các bạn có sẵn sàng là gì ạ? Làm việc 100% về những người đang ngồi trong đội nhóm của mình không ạ? Yes! Ok, các bạn, và vì vậy cho nên là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ? Có là Queen và là gì ạ? Và chúng ta là có thợ bì. Chúng ta có ông chúa và chúng ta có ông gì ạ? Ông thợ.
Và nhiệm vụ của ông Chúa đó là gì ạ? Ông Chúa đó là tôi cần loại vật gì? Đúng không? Tôi cần loại vật gì? Và nhiệm vụ của ông thợ là gì ạ? Là hãy đi tìm cái loại vật mà ông Chúa làm sao ạ? Ông Chúa cần. Đúng không? Và ông thợ thì sẽ đến đâu để lấy vật ạ? Để là sao ạ? Đến những nơi nào có những bông hoa hấp dẫn, đúng không ạ? Để lấy vật, đúng không ạ? Đúng không? Ông chỉ có thể lấy vật ở những bông hoa. Còn như vậy, ở đây chúng ta sẽ có một bức tranh là gì ạ? Mỗi một nhóm, đấy chính là một bông hoa. Và mỗi một nhóm cũng chính là một tổ ong. Và trong cái tổ ong đó thì có ông Chúa và ông gì ạ? Và ông thợ. Và ông Chúa trong lần này với mỗi một người, bao nhiêu trong số các bạn đồng ý rằng là gì ạ? Trong kinh doanh, một trong những chìa khóa quan trọng trong kinh doanh đấy, chúng ta cần phải biết khai thác các nguồn lực ạ. Khai thác các nguồn lực, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là nếu như tự bản thân chúng ta làm, chúng ta sẽ không bao giờ làm được tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người, năng lực của mỗi người, người đều sao? Đều bị giới hạn. Là hãy ghi ra cái nguồn lực mà bạn đang rất cần để phát triển công việc kinh doanh của bạn. Ví dụ như là gì ạ? Tôi đang cần một khoản vốn đầu tư để chuẩn bị cho cái dự án sắp tới. Và hoặc là gì ạ? Tôi đang cần tìm một cái mặt bằng. Hoặc tôi đang cần tìm một cái người đào tạo, người kế toán. Hoặc tôi đang cần tìm một người IT. Hoặc tôi đang muốn có một cái hệ thống website. Hoặc tôi đang muốn có một hệ thống email marketing. Hoặc tôi đang muốn có một cái ABC. Cái gì đó mà bạn cảm thấy là gì ạ? Là bạn đang cần nhất và bạn đang thiếu hụt nhất ở trong cái công việc kinh doanh của bạn. Và các bạn hãy ghi cái phần nguồn lực đó ra. Các bạn nắm được cái idea đây không ạ? Các bạn hãy ghi ra cái tờ giấy trắng. Và mỗi người được phát một tờ đấy ạ. Mỗi người được phát một cái tờ thì các bạn hãy ghi ra cái nguồn lực đó. Cái mà bạn đang rất cần để phát triển công việc kinh doanh của mình. Cái mà bạn đang thực sự cần để phát triển công việc kinh doanh của mình. Đó là cái chìa khóa để phát triển công việc kinh doanh của bạn hiện tại. Ok, chúng ta hãy làm sao ạ? Chúng ta hãy viết ra ngay lập tức. Các bạn hãy viết ra ngay lập tức cái nguồn lực mà bạn đang rất cần để phát triển công việc kinh doanh của mình. Chúng ta có 1 phút ạ. Một cá nhân của ai ghi ra cái đó? Thì bạn cần cái gì bạn ghi ra cái đó? Bạn cứ cảm thấy bạn cần cái gì thì bạn ghi ra cái đó. Ok, bạn có thể ghi ra một cái và có thể ghi ra nhiều cái tùy, đúng không ạ? Chúng ta có thể sao? Chúng ta cần phải xác định rõ là gì ạ? Chúng ta đang cần cái gì? Chúng ta đang cần cái gì? Và bây giờ, hello, yes. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chưa nghe thấy các bạn ạ? Sẵn sàng. Ok, các bạn, và bây giờ là phần rất quan trọng, đó là gì ạ? Là luật chơi là như thế này. Đó là gì ạ? Mỗi người sẽ lần lượt trở thành ông Chúa. Mỗi người sẽ lần lượt trở thành gì ạ? Ông Chúa. Ông Chúa. Và mỗi người sẽ lần lượt trở thành ông thợ, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có 4 hiệp chơi. Có bao nhiêu hiệp chơi ạ? 4 hiệp chơi, và tại mỗi một hiệp thì người này làm ông Chúa và người kia làm ông thợ. Và nhiệm vụ của ông Chúa đó là gì ạ? Là đưa ra cái thông điệp là cái mà mình đang cần. Đó là cái mà bạn viết ra ở trên cái nguồn, trong cái tờ giấy của mình. Và sau đó bạn đưa cho cái người là ông thợ. Và nhiệm vụ của ông thợ là phải đi lấy mật. Đi lấy mật là như thế nào? Tại mỗi một cái vị trí, một cái nhóm ở đây là một cái bông hoa. Và khi bạn đến đó, bạn làm sao? Bạn đưa cái thông điệp mà cái người ông Chúa của bạn làm sao ạ? Muốn bạn đi lấy cái mật đó. Và bạn đến ví dụ như là gì ạ? Bạn đang ở trong cái này là gì ạ? Ghi là tôi đang cần một chuyên gia về kế toán chẳng hạn.
Thì bạn đến đây bạn nói rằng có ai làm kế toán ở đây, có ai làm kế toán ở đây không? Và cái người nào ở trong nhóm, ở cái vị trí mà được hỏi đấy thì họ làm sao ạ? Nếu như họ làm có biết về kế toán hoặc họ có mối liên hệ nào đó liên quan đến kế toán thì làm sao? Người ta sẽ đưa cho cái người đi lấy mật đấy một cái card visit, cái name card của họ. Các bạn nắm được cái đấy, cái vấn đề ở đây không ạ? Họ sẽ đưa cho cái name card và cái người ông thợ đấy làm sao? Ngay lập tức cầm cái name card đó và ngay lập tức làm sao? Chạy đến những bông hoa khác để làm sao ạ? Để lại tiếp tục hút mật, đi lấy mật, đi lấy mật. Làm thế nào đó để có thể tìm ra được những ai có nhu, có gọi là diện cái những nguồn lực cần ở trong cái thông điệp ở mà chúng ta viết ra. Các bạn nắm được cái chìa khóa đây không ạ? Và đấy là nhiệm vụ của ông thợ. Và ông thợ phải làm sao ạ? Hết sức là nhanh chóng trong khoảng thời gian rất là ngắn làm sao chạy đi để gặp tất cả những bông hoa ở trong căn phòng này để đưa ra cái thông điệp và trải nghiệm về những cái giọt mật rất là tuyệt vời. Hello, okay, tất cả mọi người chú ý ạ. Ở nhóm kia ở nhóm phía góc ạ. Các bạn tập trung là gì ạ? Chúng ta sẽ chỉ bàn luận thảo luận khi nào mà có cái hiệu lệnh. Còn ngay bây giờ các bạn cần phải lắng nghe để phổ biến luật game, bởi vì nếu như các bạn không chú ý, các bạn sẽ không biết game nó diễn ra như nào, các bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội tuyệt vời ở đây. Và đây là gì ạ? Sau khi một người ông thợ chạy ra bên ngoài với vai trò là đi lấy mật, thì một điều quan trọng là gì ạ? Là những cái bông hoa mà muốn thu hút được ông đến hút mật thì bông hoa phải làm sao ạ? Phải nở và tỏa hương phải không ạ? Nó phải nở và tỏa hương đúng không ạ? Và cách nở ở đây là gì ạ? Là chúng ta phải lưu ý là gì ạ? Là bình thường thì cho mình mượn một cái ghế không ạ? Cho mình mượn một ghế, cái ghế của bạn. Ok. Đó là gì ạ? Là thông thường thì mọi người làm sao ạ? Ở trong cuộc sống muốn người khác đến và làm sao? Muốn đến cửa hàng của mình nhưng mà sao? Nhưng mà không chịu làm zoom beng lên. Đúng không ạ? Và vì vậy cho nên người ta đi qua và người ta không quan tâm gì đến đúng không ạ? Nhưng ngay lập tức ở đây làm sao? Là khi mà làm sao ạ? Khi mà cái con ong thợ làm sao ạ? Nó đã chạy ra khỏi tổ của mình rồi. Thì ngay lập tức lúc đấy là gì ạ? Mình đang còn chống một cái ghế. Và nhiệm vụ của mình là phải làm sao ạ? Thu hút những con ong khác nó bay đến cái bông hoa của mình để nó hút mật. Và lúc đấy bạn sao? Bạn đứng lên làm sao? Bạn la hét, bạn nhảy múa, bạn wow, yeah, ở đây còn trống, yeah, wow. Sao ạ? Và tất cả mọi người trong đội nhóm sao là đứng lên và la hét ỏm tỏi như vậy để làm sao? Để con ong thợ nó đang vừa mới bay ra khỏi cái bông hoa này, nó nhìn thấy ô bên kia có còn trống làm sao? Và biết nó nhiễu động và nó làm sao nó bay vèo phát sang bên đấy. Và sau khi xong rồi nó nhìn thấy ở bên này vẫn còn trống và nó bay sang đây. Còn nếu như không thấy bạn la hét thì nó bảo rằng ồ hình như ở đây không có mật, đúng không ạ? Và nó sẽ không ghé vào cái bông hoa đó. Các bạn nắm được cái idea, cái chìa khóa ở đây không ạ? Đó là gì ạ? Là nếu như ông còn chống với cái vị trí là gì ạ? Là ông thợ ở đấy thì các bạn phải làm sao ạ? Và phải la hét với cấp độ bao nhiêu phần trăm ạ? Bao nhiêu phần trăm ạ? Ok các bạn. Và các bạn lưu ý là gì ạ? Là trong tình huống mà làm sao ở giả sử như bông hoa đây là sao đang la hét bởi vì còn chống cái vị trí đấy thì có hai chú ông thợ từ hai vị trí khác nhau nhìn thấy là gì ạ? Ở đây còn mật, ở đây có mật, có cơ hội để hút mật thì sao? Hai chú ông thợ sẽ chạy vù về đây và khi đó thì cái cơ hội được dành cho chú ông thợ nào ngồi được vào ghế trước, đúng không ạ? Và ngay lập tức khi ai đó đã ngồi vào ghế rồi thì con ong thợ kia phải ngay lập tức làm sao? Chạy đi bay bông địa, đi tìm bông hoa khác, không được tranh chấp ở đây nữa. Ngay lập tức chúng ta phải chơi rất là gì ạ? Đó là fair đúng không ạ? Ai gọi là gì ạ? First come first serve, không được tranh chấp, không được thấy là họ ngồi vào rồi ỉ mình khỏe hơn mà mình kéo phăng họ ra để mình lấy cái ghế đúng không ạ? Không được làm như vậy. Thì đó là cái khi và nhớ rằng là gì ạ? Hello, yes. Nhớ rằng là gì ạ? Khi ông thợ đã chạy đến và ngay lập tức là gì ạ? Không đứng túng tụng như vậy mà sao tất cả mọi người ngồi xuống và hỏi là gì ạ? Tôi đang cần cái này và ai đó cần có cái đó thì sao? Nó bắt đầu đưa cái các visit để ông thợ này sao? Chạy đi đến cái bông hoa khác và liên tục như vậy thu thập cái các visit từ những cái người ở từ những bông hoa ở trong căn phòng này. Đúng không ạ? Và sau đó thì ông thợ là sao? Ông thợ mang những cái các visit đấy quay trở về với bông hoa của mình, quay trở về với tổ ong của mình làm sao? À, nói với ông chúa là gì ạ? Đây là những giọt mật mà tôi đi lấy về cho bạn. Các bạn nắm được cái idea đấy không ạ?
Và sau đó người ông chúa làm sao cầm lấy những cái sản vật đó, biết rằng là gì ạ? Đây là những người tuyệt vời ở trong căn phòng này, họ có cái nguồn lực mà mình đang cần cho công việc kinh doanh của mình. Bằng cách đó chúng ta sẽ tìm ra được những nguồn lực tuyệt vời ở ngay trong căn phòng này. Ok, các bạn đã sẵn sàng để tham gia cuộc chơi này chưa ạ? Ok ạ. Vâng. Ông chúa. Đúng rồi. Đúng rồi. Là ông chúa đưa ra thì một ông thờ đi tìm nữa, còn hai ông thờ còn lại. Thì hai ông còn lại là gì ạ? Là hoa. Lúc đấy thì khi ông thợ vừa rời khỏi cổ thì tất cả mọi người biến thành hoa. Đúng không? Cả ông chúa, ông thợ gì đó là biến thành gì ạ? Hoa, và cả ba người phải làm sao? Đứng lên hò hét ỏm tỏi để ra để thu hút những cái con ông thợ khác đến nữa. Hiệp sau thì đi tiếp. Nên tại mỗi một hiệp thì có một ông thợ luân phiên nhau, các bạn nắm được không ạ? Đúng rồi, hello. Các bạn lưu ý ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ có 4 hiệp tương ứng với 4 người là 4 lần ông chúa, và tương ứng với 4 người là gì ạ? 4 lần ông thợ. Cứ mỗi một hiệp, lần này tôi là ông thợ thì lần sau người khác làm ông thợ, lần sau người khác làm ông thợ. Và hiệp này tôi là ông chúa định nghiệp, lần sau là sao người khác làm ông chúa. Và lần được như vậy. Và ở đây, hello. Bao nhiêu trong số các bạn sẵn sàng cho đi hết mình ạ? À? Cho đi 100% ạ? À? Ok, và bao nhiêu trong số các bạn sẵn sàng đón nhận tuyệt vời ạ? À? Ok, các bạn hãy lưu ý là gì ạ? À? Là khi chúng ta làm ông thợ thì hãy làm trọn vẹn 100% cho ông chúa. Có nghĩa là nhiệm vụ bạn đi lấy mật thì phải đi lấy thật là gì ạ? À? Thật là nhiều mật về cho ông chúa, chứ không phải làm sao. Ví dụ như là gì ạ? Bạn đang cần nguồn lực về tài chính, đúng không ạ? Và ông thợ, ông chúa đưa ra cái thông điệp là gì ạ? Tôi đang cần nguồn lực về marketing. Và khi mà bạn chạy ra, bạn nhân cơ hội làm sao? Ô, bây giờ mình sẽ hỏi marketing hay tài chính. Thôi bây giờ làm sao? Cho mình làm sao? Mình là tài chính thôi, mình cứ hỏi trên thử đi, đúng không ạ? Và sau đó bạn quên mất cái thông điệp của ai ạ? Và ông chúa, và lúc đấy bạn chỉ quan tâm đến cái quyền lợi của riêng mình. Thì lúc đấy các bạn sẽ hiểu là gì ạ? Quy luật cho nhận nó sẽ phản ánh như thế nào khi mà ai đó cùng là ông thợ và bạn là ông chúa. Các bạn nắm được cái vấn đề ở đây không ạ? Rất nhiều người ở trong cuộc sống là gì ạ? Ví dụ như là gì ạ? Nhân viên sale hay nhân viên ABC gì đấy, khi được cử ra bên ngoài làm nhiệm vụ cho công ty thì họ lại đưa lầm cái nhiệm vụ cá nhân của họ, cái lợi ích cá nhân của họ, và họ quên mất nhiệm vụ của ai ạ? Của công ty, và họ chỉ làm việc cho cá nhân của họ. Và lúc đấy là việc tổ chức bắt đầu bị rối loạn, công ty bắt đầu làm sao bị mất đi cái sự nhất quán ở trong nội bộ, và có dấu hiệu là gì ạ? Là tan vã, tan rã một mối quan hệ trong đó, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ở đây có cái nguồn lực mà ghi ở trên cái thẻ hay không? Tùy các bạn biết làm sao các bạn lấy được. Đấy là kinh nghiệm của các bạn. Đúng rồi, chỉ cho các bạn đi. Đúng rồi, không có thì phải chạy ra công an làm mà nó đang làm sao không? Vậy. Có, bởi vì mình có nhiều các cái gì. Hello. Ok, và nghĩ nhiều không bằng làm nhiều, đúng không? Và vì vậy cho nên là gì ạ? Với tất cả những phân vân của các bạn, tất cả những cái băn khoăn của các bạn, hãy bỏ nó sang một bên để chúng ta làm việc ạ. Để chúng ta làm việc ạ. Ok, và câu slogan của Nike là gì ạ? Just do it, đúng không? Và đừng thắc mắc, đừng hỏi, đừng bàn luận nhiều. Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta là just do it. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Hello. Hello. Ok, ngay lập tức các bạn hãy thử ra là gì ạ? Ai là trong hiệp chơi đầu tiên, ai là ông chúa và ai là ông thợ ngay lập tức. Và hello. Và ông chúa và ông thợ sẽ có 10 giây để ông chúa truyền tải cho ông thợ về cái thông điệp mà mình muốn là gì ạ? Ông thợ đi lấy vật gì cho mình. Và 10 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. 10 giây để truyền tải thông điệp. 10 giây để truyền tải. Chưa. Ok, stop. Và bây giờ mỗi một hiệp chơi sẽ có thời gian là 40 giây, là thời gian là bao lâu ạ? Ok, các bạn. Hello. Yes. Hello. Yes.
Ok, tất cả chú ý là gì ạ? Là sẽ cần phải tuyệt đối tuân theo điều này, đó là gì ạ? Bắt đầu thì mọi người sẽ cùng xuất phát, và khi mình nói là gì ạ? Hết giờ thì tất cả mọi người ngay lập tức làm sao? Về tổ của mình, chứ không được đi vào bất cứ bông hoa lan quan nào xung quanh. Ok, không được gọi là gì ạ? Ăn xém thời gian ở đó. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Are you ready? Ok, và tất cả vào vị trí, tất cả vào vị trí. Và thời gian của lần thứ
Chào Giang. Qua cái phần trò chơi vừa rồi thì tôi có một cảm nhận sau. Thì khi mà chúng ta viết ra cái nhu cầu của mình, thì chúng ta viết ra cái nhu cầu cần thiết nhất. Thế nhưng mà khi chúng ta đi tìm cái nguồn lực cần thiết nhất của mình đấy, thì bên cạnh đấy chúng ta tìm được rất nhiều nguồn lực khác. Đúng rồi. Tìm một thì nó đẻ ra ba. Ok. Và cái đó thì nó do cái gì, nguyên nhân gì tạo nên điều đó? Nguyên nhân là gì? Là thông điệp, đúng không? Cái thông điệp là nó chưa rõ ràng và sẽ nhận về rất nhiều cái nó không rõ ràng, đúng không? Chúng ta hỏi về vốn mà sau đó nó lại quay trở về cái này cái kia, thì tại sao nó lại như vậy? Bởi vì có hai chiều, một là gì ạ? Từ cái người ông thợ, từ bạn phát ra đến cho người ông thợ, và từ người ông thợ phát ra đến cho người cái bông hoa, và từ bông hoa làm sao lại phát ngược trở lại, họ không hiểu hay thế nào ấy kia, và từ các cái chiều thông điệp truyền đi thì truyền lại. Nếu như nó không rõ ràng thì cái đó làm sao cái kết quả sơ up cuối cùng nó lại không phải là cái chúng ta kỳ vọng, đúng không? Cái kết quả chúng ta tưởng nó là nguồn lực nhưng nó lại không phải là cái chúng ta cần cho cái vấn đề hiện tại. Thì điều đó cho thấy rằng gì ạ? Là chất lượng của truyền thông có quan trọng không ạ? Chất lượng truyền thông cực kỳ quan trọng, và đó cái điều đấy thì thực tế nó là vấn đề nhức nhối của không phải là một vài người đâu bạn ạ, mà của rất nhiều người, của cả giữa doanh nghiệp với khách hàng, doanh nghiệp với đối tác và doanh nghiệp với chính nội tại trong doanh nghiệp. Có đôi khi các bạn cảm thấy là gì ạ? Chỉ cần hai phòng ban khác nhau mà đã làm việc theo những cái chiều hướng khác nhau mà. Mà vì sao? Bởi vì truyền thông trong nội bộ và truyền thông ở đâu ạ? Xung quanh đấy, truyền thông đến khách hàng, tất cả mọi thứ nó không được đồng bộ, không được nhất quán. Do đó nên là một trong số những phần đặc biệt quan trọng ở trong kinh doanh là chúng ta cần phải kiểm soát được phần truyền thông. Chúng ta phải systemize được cái hệ thống truyền thông. Và trong dạy con làm giàu thì Robert Kiyosaki có đưa ra là việc cái hệ thống đầu tiên cần phải hệ thống hóa, đó là hệ thống tài chính. Và hệ thống thứ hai cần phải hệ thống hóa, đó là hệ thống truyền thông. Chúng ta phải cần phải có cơ chế. Và một điều ở trong số trong chương trình lãnh đạo tâm bão thì nó là gì ạ? Rất là nặng về truyền thông. Thế làm thế nào đó để bạn truyền đến cho đội nhóm của mình, làm thế nào đó để cô đọng cái thông điệp lại, nó rất là gì ạ? Rất là ngắn nhưng mà sao? Nhưng mà nó rõ ràng, nó nhất quán để tất cả mọi người cũng nắm bắt được. Và nói về truyền thông thì gần đây thì hầu hết chắc là nhiều người đã được nghe về cái gọi là cái mật lệnh cuối cùng, mật lệnh nổi tiếng của đại tướng Võ Nguyên Giáp khi mà sao ra một cái quyết định là gì ạ? Tổng tiến công năm là gì ạ? 575 đúng không ạ? Thế là gì ạ? Là thần tốc là gì ạ? Sốc thẳng tới mặt trận và cái gì đó đúng không ạ? Chỉ có tầm khoảng 3 dòng của mật lệnh đấy mà sao? Mà được truyền đi toàn quân, tất cả mọi mũi tiến công làm sao? Đều đổ dồn về Sài Gòn theo cái mật lệnh như vậy. Chỉ đúng 3 dòng thôi mà sao? Tạo nên một cái làn sóng khổng lồ úp của phát vào đấy và chúng ta còn giành lại được cái chính quyền thì cái vấn đề truyền thông là vấn đề là quan trọng. Thì vừa rồi chắc là sẽ không phải nói thêm, các bạn tự cảm nhận đúng không ạ? Nên là không có cái gì tuyệt vời hơn là gì ạ? Chúng ta tự tham gia trong quá trình, chúng ta tự cảm nhận và chúng ta tự rút ra được cái bài học. Thì hy vọng rằng là gì ạ? Là với một cái khoảng thời gian là gì ạ? Rất là ngắn từ buổi tối ngày hôm qua đến bây giờ, bao nhiêu trong số các bạn học được điều gì đó trong vòng hôm ngày hôm qua? Các bạn có happy với cái điều đó không ạ? Cảm ơn bạn và còn mình cũng rất là vui là gì ạ? Là may mắn có mặt ở đây cùng với mọi người trong căn phòng này và cũng rất là cảm ơn anh Long, chúng ta hãy dành cho anh Long một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn anh Long và đặc biệt nữa chúng ta hãy dành cho đội Action Team một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Nhiệt tình đúng không ạ? Họ rất là khen đúng không ạ? Rất là quan tâm đến chúng ta đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì mình cũng rất là vui là gì ạ? Là giống như một cái duyên, chúng ta có một cái duyên mà chúng ta có thể gặp nhau, được làm việc cùng với nhau. Chưa biết tương lai như thế nào nhưng mà trong hiện tại có tuyệt vời mà. Bao nhiêu trong số các bạn happy với cái giây phút hiện tại ạ? Mặc dù bây giờ nó là gì ạ? Mà theo như thông báo chương trình sẽ diễn ra đến tầm khoảng tận đến 1 giờ đêm, nhưng bây giờ nó không phải 1 giờ đêm nữa, nó gần 2 giờ đêm nữa. Và bao nhiêu trong số các bạn thấy rằng là gì ạ? Khi mình vượt đích thì cảm giác rất là tuyệt vời ạ?
thì các bạn hãy luôn luôn trải nghiệm cái điều đó. Người giàu người thành công họ làm sao ạ? Họ luôn luôn vượt đích, và chính vì vậy họ tận hưởng được những nguồn năng lượng vô tuyệt vời. Đôi khi cơ thể có hơi mệt một chút phải không ạ? Có thể cơ thể hơi mệt một chút nhưng mà tinh thần có tuyệt vời mà. Đúng không? Cái giá trị đó là giá trị rất tuyệt vời mà chúng ta cần nuôi dưỡng nó. Và chúng ta cũng hiểu được vì sao những người thành công họ làm việc không ngừng nghỉ. Cái điều gì giúp cho họ có nguồn năng lượng làm sao vô tận đến thế, họ làm việc liên tục. Cơ thể họ có cái gì đó mà làm cho giống như họ dùng cái pin cái kiểu ấy, là chạy hoài không biết được. Thì vấn đề nó không phải là vấn đề phạm chủ cơ thể, nó phạm chủ gì ạ? Phạm chủ tinh thần. Và tìm ra được cái niềm đam mê của mình, tìm ra được cái niềm vui trong công việc của mình, tìm ra được ý nghĩa trong công việc, từng cái việc mình làm, thì lúc đấy các bạn sẽ quên thời gian, các bạn sẽ đi xuyên suốt ở trong cái hành trình đó với là gì ạ? Với niềm vui, với tình yêu thương và với rằng những cái giá trị tuyệt vời trong cuộc sống. Bao nhiêu trong số các bạn muốn trải nghiệm điều đó từ giờ cho đến cuối đời của mình ạ? Tôi. Các bạn quay sang bài thoại, hãy sống trọn vẹn với đam mê. Hãy sống trọn vẹn với đam mê. Rất là cảm ơn các bạn vì cái duyên tuyệt vời chúng ta gặp nhau từ đến bây giờ là gì ạ? Là cuộc vui nào thì cũng có hồi làm sao ạ? Kết thúc để